sinh vào năm 1690, mất năm 1700 thì vậy. Dạ, vì bởi vì ông quá tài giỏi đi nên khi mà ông lấy, nên khi mà làm được kiến trúc như vậy thì lấy tên của ông luôn, gọi là kiến trúc Vô Văn. Dạ, là chúng ta thường nghe. Và cái diện tích thành này là tầm khoảng 36 đại số vuông. Tại vì trước thì có tổng cộng là 6 cửa, nhưng bây giờ chỉ còn là 4 cửa thôi, đông tây tiền hậu. Và bây giờ chúng ta lên đó thì nó nói là cửa đông cửa tây, cửa tiền cửa hậu đó, thì bây giờ chúng ta có thể lên trên cái tầng này chúng ta sẽ thấy điều đấy. Và hôm nay chúng ta không mua, chỉ đi ngang qua thôi, chúng ta không vào bên trong.